Huyền Thông phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Sáu, ngày 2 tháng 8 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, kể từ khi thực hiện theo di nguyện của cố linh mục cha Pêrô Nguyễn Văn Tường, phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã nhận thấy sự gia tăng đáng kể số lượng bệnh nhân từ khắp nơi trên đất nước đến đăng ký hỗ trợ điều trị ung thư. Niềm tin vào phương pháp chữa trị dựa trên 7 chữ vàng ăn cây cỏ buông bỏ cho không ngày càng lan rộng, mang đến hy vọng cho nhiều bệnh nhân và gia đình của họ. Bên cạnh sự tin tưởng của bệnh nhân ung thư, phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Nhờ tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã chung tay góp sức hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho bệnh nhân ung thư, giúp họ dơi bớt những gánh nặng hỗ trợ điều trị ung thư. Sự kết nối yêu thương giữa các thầy thuốc tại phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí và bệnh nhân ung thư là một điểm nổi bật. Các thầy thuốc luôn dành trọn thời gian động viên tinh thần, chia sẻ và hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư vượt qua những khó khăn trong quá trình hỗ trợ điều trị tại đây. Nhờ sự quan tâm và động viên này, nhiều bệnh nhân ung thư đã có nhiều niềm tin và nghị lực để chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là một minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái và sự chung tay góp sức của cộng đồng. Nhờ hoạt động theo di nguyện của cố linh mục cha Pêrô Nguyễn Văn Tường, phòng khám đã mang đến hy vọng và niềm tin cho nhiều bệnh nhân ung thư, giúp họ có thêm sức mạnh để chiến đấu với căn bệnh quái ác. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, câu chuyện về phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí và những bệnh nhân ung thư cũng như bà Nguyễn Thị Hồng, ung thư dạ dày giai đoạn cuối, đến từ tỉnh Ninh Bình, là một minh chứng cho mối duyên phận phi thường. Sự kết nối giữa các thầy thuốc và bệnh nhân tại đây không đơn giản là ngẫu nhiên hay do bề trên sắp đặt, mà là sự giao thoa của những tâm hồn đồng cảm cùng nhau chống chọi lại căn bệnh hiểm nghèo. Hành trình đến với phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí của bà Nguyễn Thị Hồng là một minh chứng cho niềm hy vọng và lòng tin mãnh liệt vào sự sống. Mang trong mình căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bà Nguyễn Thị Hồng phải đối mặt với vô vàn khó khăn, từ đường xá xa xôi, bệnh tật hiểm nghèo đến sự tuyệt vọng dần dần bao trùm. Tuy nhiên, tia sáng hy vọng đã ló rạng khi bà Nguyễn Thị Hồng tìm đến phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Nơi đây, bà Nguyễn Thị Hồng được các thầy thuốc và nhân viên tận tâm, giàu ý đức, chẩn đoán và hỗ trợ bằng phương pháp y học dân tộc kết hợp với y học hiện đại. Sự kết hợp này đã mang lại hiệu quả vượt trội ngoài mong đợi, giúp bà Nguyễn Thị Hồng dần dần cải thiện sức khỏe và chiến thắng với căn bệnh ung thư quái ác. Đối với bà Nguyễn Thị Hồng và nhiều bệnh nhân ung thư khác, phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí như một phép màu đã cứu sống họ một lần nữa. Nơi đây không chỉ là nơi hỗ trợ điều trị bệnh tật mà còn là nơi chắp cánh ước mơ cho những hy vọng và lòng tin vào cuộc sống. Câu chuyện về bà Nguyễn Thị Hồng và phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là một lời nhắc nhở về sức mạnh của lòng tin và sự đồng cảm. Nó khẳng định rằng ngay cả những hoàn cảnh khó khăn nhất, hy vọng vẫn luôn hiện hữu và có thể giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách. Sự biết ơn của bà Nguyễn Thị Hồng và các bệnh nhân ung thư khác dành cho phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là minh chứng cho giá trị to lớn mà nơi đây mang lại. Nơi đây không chỉ là một cơ sở y tế mà còn là một biểu tượng của niềm hy vọng và lòng nhân ái. Xin trân trọng. Họ tên Nguyễn Thị Hồng ở xứ Chạy Đáy ở huyện Hải Hậu. Tính của con thì là trước là con cứ tưởng là trào ngược dạ dày, sau nó với
cái dạ dày nó cái ung thư nó vít lấy ở đầu, xong là họ chụp à con xong là đầu tiên lên là nó vít lấy xong là phổi nó trào được nước lên phổi đỏ, với các bác sĩ với cho con thở một tuần, hai tuần thì họ khỏi cái phổi, xong rồi là với nội soi dạ dày với mổ ạ. Khám bệnh tức là nội soi dạ dày hóa ra thì nó lại trào, cái dạ dày nó mọc ung thư lên đầu, xong rồi là nó trào lại, nó trào lên phổi, trắng phổi ra, rồi phải thở oxy nửa tháng. Khỏi cái phổi xong rồi với cái làm cái dạ dày, nội soi dạ dày rồi mổ ạ. Con nó đọc ở tên mạng, cái nào về được nửa tháng cháu đưa đi, con đi luôn. Vâng, ăn uống thì con đã có cháu nó phục vụ cho con ăn cháo để nấu đấy, rồi ăn cháo này, uống thuốc thì là cũng chắc ngay ở đấy uống suốt ngày, ăn uống suốt ngày, không ăn gì được, ăn rau ăn. Tinh thần các thầy con bảo suốt ngày con cầu xin, cứ cảm ơn cha con được cầu cho cha, Chúa gọi cha về, con được cầu kinh Bạch Châu cho cha linh hồn Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi, rồi con cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho các thầy các cô để hàng ngày kiếm thuốc cho con uống, mà cho con gạo để con ăn cháo nước sạch con uống, con cứ cảm ơn xin Chúa ban cho các thầy cô được khỏe mạnh, con cứ cầu ngày, con cầu ngày suốt ngày vậy, con ăn uống cứ theo ở đây, con cứ theo vậy, con ăn đều vậy. Con thấy ba người ở với con họ không theo đây, họ chẳng khỏi bệnh gì. Hai người tôi mạnh nặng lắm thầy ạ. Vào đến đây thì phải theo, đã cố gắng vào đây là phải theo lệnh của cha để lại cho các thầy, thì phải theo uống ở ngoài thầy ạ. Hai người uống ở ngoài, con thấy là con buồn cho họ lắm, con vui lắm. Hôm qua đi khám các bác sĩ bảo tha dạ dày không thao mà vào đây, bảo vào đây để học cha để lại cho các thầy, mua cho tôi ăn uống thuốc thảo dược, ăn cháo ăn nô, uống nước kiềm vậy, không các thầy cười, các bác sĩ cười. Họ bảo sao mà bà già mà bà còn minh mẫn vậy, 80 năm nay 83, chú ăn cho 83 rồi. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, linh hồn người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưỡng rồi, tâm tình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không.
Cha Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, linh hồn người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đầy, đến bây giờ vẫn khắc khoải gòng môi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ai yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công tình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Phòng khám cho con chữa bệnh yêu thương, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con
con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời, để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng truyền thông phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km, Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.